Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo liên quan đến vấn đề mấy anh cán bộ cộng sản ham đào nhí, hay là mấy chị cán bộ ham kép nhí. Câu chuyện này xảy ra cho thành tiểu quốc gia Azerbaijan, tức là cái Azerbaijan là cái quốc gia cộng sản Đông Âu cũ của Liên Xô. Rồi sau khi Liên Xô sụp đổ thì các quốc gia này trở thành quốc gia tự do cộng hòa. Thì quốc gia Azerbaijan này trong 10 năm qua có một anh tổng giám đốc ngân hàng quốc gia. Anh ta có cái tên là Hajiyev. Anh chàng Hajiyev này già nhưng mà ham gặm cỏ non, cho nên anh ta có một cô đào nhí tên là cô Iva Habiazin. Cái cô Iva này giống như là câu chuyện của một anh Việt kiều ngũ rừng có tiền không biết làm cái gì, thì đang về Việt Nam đi kiếm mấy cô nàng chị em ta còn choai choai, đâm dính vào nó đục cho hết của, ra đường than bảo tổ của tôi mất đi một nửa tài sản chỉ vì con bé chân dài đào nhí. Thì câu chuyện này là Việt Cộng, cái chuyện là anh ngũ rừng là thường nhiều lắm. Ông bà đã dạy rồi, ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng, thằng điên. Tiền bạc không làm từ thiện, tiền bạc không lo cho vấn đề gia đình, tiền bạc không lo vấn đề đất nước, đem tiền cho gái. Thế thì bây giờ mất của là đúng rồi. Vì ông bà đã dạy rằng, bắc thang lên hỏi ông trời, đem tiền cho ghệ, cho gái có đòi được không? Vậy mà mấy này thường thường là nó dốt nát và nó không có cái hiểu biết. Nó chỉ biết rằng là trước nàng kiều, sau nàng kiều, trên nàng kiều, dưới nàng kiều, sập cuộc đời nó vẫn sung sướng. Cho nên chúng quý vị thấy đa số những tên cán ngố mà dạy gái này, thằng nào trông cũng cũ kỹ. Mình không chê nó quê bùng ở tội nghiệp, dùng cái chữ cũ kỹ của người xưa là hay nhất. Mặt mũi thì cũ kỹ như là mấy anh chàng tá điền, mà đứng bên cạnh người đẹp thì trông nó như là tiếc cho cây quế giữa rừng, để cho thằng bán thằng mường nó leo. Ông bà đã dạy rõ ràng rồi. Chúng ta cứ vô cổ bất thành kim, học hành cái gì trong cuộc đời cứ theo người xưa là chúng ta thành công. Thế thì câu chuyện này ở bên Azerbaijan này nó cũng thế. Cái cô Iva này, cô là bồ là đào nhí của cái chàng tổng giám đốc ngân hàng quốc gia của Azerbaijan. Một thời gian anh ta bị lộ, anh mới cho đưa cô nàng qua London. Qua London thì cô nàng mua hai cái nhà trị giá 21 triệu bảng Anh, tức là tính theo tiền Hoa Kỳ là 29 triệu đô la. Và cô ta xài tiền như nước. Cô ta xài tiền còn hơn mấy cô nàng kiều chị em ta ở Việt Nam. Mua một cái túi sách vài nghìn đô la cũng đã là sang rồi. Cô này mua hàng triệu đô la những cái đồ trang sức của Yves Vuitton, của Boucheron. Câu chuyện xảy ra là tuần vừa rồi cô ta bị bắt. Nước Anh vào năm đầu năm 2018 ra một cái lệnh gọi là National Criminal Agency để điều tra những tài sản mờ ám. Tất cả những tài sản bạc triệu mà của người Ngoại quốc ở London đều được Sở Cảnh sát Anh và an ninh chìm của Anh ghi sổ và điều tra, lôi những chủ nhân tới để hạch tội. Tiền này ở đâu mà có? Tài sản này do ai đưa ra? Thế thì cái cô bé này, cô ta bị cảnh sát chìm Anh lôi tới điều tra, hỏi hai căn nhà 29 triệu đó ở đâu mà ra, trong khi cô không làm gì cả, chỉ có bán miệng nuôi thân thôi. Câu số 2 là những cái tài sản này chuyển vào nước Anh bằng cách nào? Đấy, đây cũng là một trường hợp rất nổi tiếng cho những anh cán ngố Việt Nam. Bây giờ đem đào nhí, đem kép nhí, rốt ở hải ngoại, rồi đem tiền mua những villa ở đây, villa ở bên Trung Đông, villa ở bên Thái Lan, vân vân. Rồi đây, chính phủ Hoa Kỳ sẽ phải có một cái ủy ban để điều tra về những tài sản không có nguồn gốc. Nó gọi là Unknown Wealthy Property. Cái dự luật này
bắt tất cả những người đem tài sản vào nước Anh mà không có khai rõ ràng mà không biết lý lịch sẽ bị tịch thu và bị tống giam. Quả nhiên cô bé này sau nửa giờ đồng hồ làm việc với cơ quan Interpol quốc tế và cảnh sát chìm của nước Anh, cô ta đã bị tống giam. Ban đầu cô ta xin tại ngoại hầu tra, nhưng quan tòa lấy cớ rằng những tài sản này chưa rõ nguồn gốc, chưa có người nhận, thì cô không được tại ngoại hầu tra, cô vẫn bị ở tù. Sau đó thì chồng, tức là anh kép của cái cô này, là anh chàng Jair ở bên Azerbaijan đã viết thơ và nhận rồi chủ quyền của những tài sản này. Và vì anh ta nhận cho nên cũng lại lộ thêm một lần nữa là anh ta là một người biến thủ công quỹ của Ngân hàng Quốc gia Azerbaijan. Vì anh ta là chủ tịch ngân hàng, anh ta là một tên cán ngố của Azerbaijan được đảng đề cử lo vấn đề tiền bạc, thì anh ta lấy tiền về cho cô vợ bé này mua nhà ở London. Và trong suốt 5 năm qua, cô này ở London 5 năm, cô ta đã mua, quý vị biết không, 31 cái thẻ tín dụng trị giá lên đến 6 triệu đô la tiền mặt. Thì cái thẻ tín dụng này hóa ra là của anh chồng lấy ở trong ngân hàng và cấp cho cô ta. Có những lần cô ta ghé một ngày mua hàng hóa ở bên Harrods. London có một cái khu nhà hàng sang trọng, shopping nổi tiếng. Một ngày cô ta mua hết 4 triệu pound, tức là vào khoảng 6 triệu đô la. Rồi một ngày khác cô ta lại mua hết 2 triệu pound vào khoảng 3 triệu đô la. Và rượu cô ta mua một lúc trên 50.000 đô la tiền rượu, tức là mua loại rượu quý. Thế của quý vị thấy không? Ba cái thứ chị em ta mà nó xài những cái tiền bất nhân này, nó có tiếc gì đâu. Tiền nó là đồng tiền, vào tay trái nó phải ra tay phải. Giống như mấy con bé làm tiền, mấy anh chàng ngố ở Việt Nam, nó chỉ nói chung là tôi cần tiền mà nó khoái thôi, thì đương nhiên nó phải ngủ với tôi, nó phải đưa tiền tôi xài. Chuyện thường thôi. Thằng dốt muôn đời vẫn là thằng dốt. Giống như mấy ở Việt Nam có mấy người dân nhà quê mà tự nhiên đi cày đi cấy bán được vài mẫu ruộng, xong rồi có tiền đi lên Sài Gòn gặp mấy chị em ta, hai ngày hết sạch, lại mếu máo trở về với vợ già ở nhà quê. Giống như là mấy mụ già vậy. Mấy mụ già mất nết, 75, 76 tuổi mà còn muốn ăn mặc theo kiểu con gái 18, rồi đi giày bốt, rồi đi giày zipper để đi nhảy đầm, không giống ai cả. Giáo dục thì không có, ăn nói thì bậy bạ, cứ tưởng rằng mình còn là con gái 18, trong cái tuổi đã 75 rồi. Cái loại nó chạy đầy đường. Thế thì cái trường hợp cái cô đào nhí cắt nhí này giờ này đang đưa anh chàng ta vào tù, và cô ta cũng vào tù. Nhưng mà sau khi anh ta đã nhận với nhân danh Ngân hàng Quốc gia của Azerbaijan thì cô này được đóng tiền bail, tức là tiền phạt, và không được ra khỏi nhà. Trần sẽ lắp những cái đầu điện tử để họ kiểm soát đi đâu một cây số là nó kêu. Đấy là một câu chuyện về mấy anh chàng ham của lạ, thích đảo nhí. Dùng câu chuyện tiếp theo nữa, làm câu chuyện Robert Mueller. Sau khi nghe được tin ông Jeff Sessions bị sa thải, dùng cái chữ sa thải là đúng, là vì theo như cái thơ của ông Jeff Sessions này gọi cho Tổng thống: kính thưa Tổng thống, at your request, đó, theo lời khuyến cáo của ngài, theo lời yêu cầu của Tổng thống, I submit to you my resignation, tôi xin gửi đến Tổng thống đơn từ chức của tôi. Và ngay ngày hôm qua thì Tổng thống cũng đã chấp nhận đơn từ chức của ông Jeff Sessions. Và Tổng thống cú này thì cho hơi đau đối với Đảng Dân Chủ. Quý vị biết là cái anh Tổng trưởng Tư pháp Jeff Sessions này vẫn dùng anh Thứ trưởng Tư pháp của Obama, đó là anh chàng Rosenthal. Rosenthal là người đề cử Robert Mueller để điều tra Tổng thống Donald Trump với vụ Nga. Tổng thống Donald Trump sau khi nhận thơ từ chức của Jeff Sessions bổ nhiệm liền một người để thay thế. Thì đúng luật hành chánh, khi mà ông trưởng ra đi thì ông thứ trưởng phải lên thay.
mà thứ trưởng ở đây tức là ông Rosenthal. Nhưng mà Tổng thống Donald Trump lại không làm như thế. Tổng trưởng từ chức hay là sát hại, lại dùng một nhân vật số 3, là nhân vật là chánh văn phòng, là đồng lý của Bộ Tư pháp, quản trị về nhân viên dưới quyền của ông thứ trưởng. Đó, bởi vì thứ trưởng là coi luôn ông chánh văn phòng, thứ trưởng là dưới một người mà trên muôn người, dưới một ông tổng trưởng tư pháp nhưng mà trên toàn thể Bộ Tư pháp. Thì ở đây tổng thống lại không để cho anh chàng thứ trưởng tạm quyền, gọi là acting, tức là quyền tổng giám đốc, quyền bộ trưởng. Và cái người acting đây, tổng thống lại đề cử nhân vật số 3 là nhân vật chánh văn phòng đặc trách quản lý về hành chính, là anh chàng Whittaker. Anh chàng Whittaker này thay thế anh chàng Jeff Sessions và coi luôn cả Rosenthal. Mà khi đã coi về Rosenthal rồi thì Robert Mueller cũng dưới quyền luôn, bởi vì Robert Mueller còn dưới quyền Rosenthal. Quý vị thấy có hay không? Tiếp tục, Rosenthal là một cái người bầm gan tím ruột, vì biết là ông Tổng thống Donald Trump này ông không ưa mình và ông ấy nhục mạ mình, đưa cho cái thằng đàn em mình lên làm sếp mình. Mà lý do tại sao Tổng thống Donald Trump lại đưa cái anh chàng nhân vật số 3 lên điều khiển nhân vật số 2, điều khiển cả Bộ Tư pháp? Vì anh chàng Whittaker này năm 2017, năm 2016 đã từng chỉ trích Đảng Dân Chủ về vấn đề đưa tin đồn trong cái vụ hồ sơ giả của người gián điệp Anh Christoph Steele. Đến năm 2017 thì ông đích danh chỉ trích Robert Mueller. Bởi vì lúc bây giờ vào năm tháng 8 năm 2017, Robert Mueller muốn đưa ra điều tra về tài chính của Tổng thống Donald Trump và gia đình, để tìm hy vọng tìm ra những sự dính líu của gia đình với Nga Xô, với bên nước Nga. Nhưng đã bị ông Whittaker này phản đối, nói rằng Robert Mueller là bổn phận chỉ lo vấn đề xem Nga nó có dính vào bầu cử. Robert Mueller không có quyền để mà dính vào đời tư của Tổng thống. Mà làm như thế thì Robert Mueller đã vi phạm luật hành chánh, và công việc của Robert Mueller đúng là một công việc rủi bu, cần phải chấm dứt. Với sự chỉ trích nặng nề đó, Tổng thống Donald Trump đã đề cử anh ta vào chức vụ quyền Tổng trưởng Bộ Tư pháp, thay thế cho ông Thượng nghị sĩ Jeff Sessions. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng câu chuyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc bên người thân yêu, và xin ơn trên phù hộ chúng ta.